Thời gian vừa qua thì rất nhiều người trông chờ cái thông tin liên quan đến vụ việc của ông Thích Chân Quang. Và cũng có một số ý kiến nhận xét rằng nhờ cái drama của chị Hằng quất thầy Minh Tuệ mà ông Chân Quang đã được hưởng lợi từ cái đó. Tôi xin dùng từ hưởng lợi thôi. Đã. Hưởng lợi ở đây có nghĩa rằng là mọi người là lãng quên cái câu chuyện của ông ta, rồi thì ông ta sẽ giảm bớt được cái áp lực, và có thể qua đó cơ quan chức năng là xử lý nhẹ tay cho ông ta. Đó thì cái suy nghĩ và cái cảm nhận là như vậy. Thì tôi cho rằng là cái đó nó cũng phần nào có lý chứ không phải không. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì là nó không hoàn toàn là như thế. Đã. Có thể nó giảm giảm áp lực. Đã. Rồi nó giảm những cái vấn đề ông ta đỡ phải bị là mà mang tiếng này cái nọ, thấy không? Đó thì cái đó thì có. Tuy nhiên những cái cơ bản là ông ta không thoát. Đó. Mà cái điển hình là cái xử lý. Trước hết là cái vấn đề trụ trì chùa Phật Quang. Đây. Thì hiện nay trên Facebook Nguyễn Sinh cũng đã nói rõ là đang xem xét vấn đề trụ trì chùa Phật Quang. Và cái nguồn tin của tôi cũng cho biết là cũng đang xem xét về vấn đề này, và ông Chân Quang là chắc chắn là phải mất chức trụ trì. Đây. Bởi vì theo quy định đó là những cái chức sắc ở trong tôn giáo, ở trong Phật giáo, mà cụ thể nói tôn giáo luôn là cũng được. Thí dụ như là đại đức, như là thượng tọa, như hòa thượng đều phải có một cái yêu cầu là tốt nghiệp bằng cấp 3. Nhưng mà ông ta không có cái đó, là không thể được phong là thượng tọa rồi. Thì cái thượng tọa đó sẽ rút, và khi rút cái đó thì không có đủ điều kiện để làm trụ trì. Và theo tôi được biết thì cơ quan chức năng đang làm cái đó, mặc dù cũng khá nhức đầu cho giáo hội, bởi vì giáo hội là họ có vẻ là muốn bênh vực ông này, nhưng mà không thể không bênh vực được. Không thể bênh vực, không bênh vực được là bởi vì khi mà ông ta không có bằng cấp 3 rồi đó, và các cái bằng đại học tiến sĩ này kia kia nó rút hết, thì ông ta trở lại là một người là không có bằng gì cả, thấy không? Chỉ có bằng cấp 2, là may ra có bằng cấp 2 thôi, thấy không? Mà bằng cấp 2 thì không đủ tiêu chuẩn. Ông ta muốn làm trụ trì thì ông ta phải đi học lại bổ túc văn hóa, thấy không? Thì trong thời gian học bổ túc văn hóa như thế thì sao đây? Một ngôi chùa mà không có sư trụ trì thì sao đây? Ông ta có thể rằng là học 5 năm, 3 năm nữa thì mới được. Nhưng mà rồi thì uy tín ở đâu? Đó. Do đó là cái vụ trụ trì là cái vụ là không thoát rồi nha bà con. Đó. Theo nguồn tin của tôi thì cơ quan chức năng và kể cả giáo hội cũng đang xem xét vấn đề này rất là gắt. Gắt lắm. Bởi vì vấn đề này vấn đề quan trọng số 1 cái đó. Còn cái chuyện mà điều tra này kia kia nọ thì là cái chuyện đó họ vẫn đang làm, nhưng mà cái cốt lõi là ông này phải mất chức trụ trì. Đó, mất chức trụ trì. Thì có thể ông ta là làm thế nào đó, ông ta cài người thế nào đó vào làm trụ trì thay cho ông ta, thí dụ như đệ tử đi đồ gì đó, thì cái chuyện đó là không biết. Thấy không? Nhưng mà trước mắt là mất chức chức trụ trì cái đó. Ông ta cũng không được thuyết giảng, ông ta cũng không được là đứng lên với cái tính cách là chủ trì các cái công tác Phật sự ở chùa Phật Quang. Nói chung cái này là căng rồi, cái này phải nói là rất căng rồi bà con, cái này rất căng rồi. Đó, cái này là ông ta không thoát.
Theo nguồn tin của tôi thì chắc chừng một thời gian chừng chừng đôi tháng nữa người ta sẽ công bố cái việc mà rút rút ha rút lại cái chức vụ, tôi không biết là bên Phật giáo họ gọi là gì, nhưng mà tôi tạm gọi là cái chức vụ là thượng tọa, cái đó phải rút lại, thấy không? Rút lại để cho ông ta trở thành một tu sĩ bình thường thôi, thấy không? Một tu sĩ là không có cái gì cả đó. Và khi mà ông ta có cái bằng cấp 3 thì ông ta phải làm lại cái quá trình đó, chứ không phải là có bằng cấp 3 rồi bắt đầu là được phong lại liền là coi như là thượng tọa đâu, không phải đâu. Cái thượng tọa đó nó phải đi từ 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 từ, coi như anh vào từ từ, thấy không? Mà có thể không bao giờ được nữa là bởi vì nó quá tuổi rồi, quá tuổi rồi thì không thể phong là ông là đại đức rồi phong lên là thượng tọa được. À, cái đó nó người ta còn phong theo độ tuổi nữa đấy. Do đó là ông này phải nói cực kỳ căng đó, chứ không phải đùa. Như vậy là cái câu chuyện mà ông Trân Quang được hưởng lợi từ cái drama của chị Hằng thì hưởng lợi là có hưởng lợi chứ không phải không có hưởng lợi, thấy không? Nhưng mà hưởng lợi ở chỗ nào thì không biết, nhưng mà cái chỗ trụ trì này thì là khó lòng hưởng lợi rồi bà con, chỗ trụ trì này khó lòng hưởng lợi rồi. À, bà con cứ chờ đi. À, rồi sẽ có những công bố. Ở đây thì bên thông tin của anh Nguyễn Sinh là nghi ngờ ông này đã nhờ chị hai làm cho cái drama này. À, thì không biết là cái thông tin này không biết là thế nào, nó khó kiểm chứng. Đã. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ chắc không phải đâu, chắc không phải nhờ cái đó. Nếu mà nhờ thì có thể một cái người khác nhờ. À, cũng là tu sĩ Phật giáo nhưng mà người khác chứ không phải ông Trân Quang, thấy không? À, hoặc là thậm chí có thể rằng là cái giáo hội nhờ. À, hoặc là có thể là chị Hằng thì chị tự chị cảm thấy chị là coi như một bậc vĩ nhân, do đó chị đứng lên chị quất thầy Minh Tuệ. Thì đấy, tất cả những cái đấy chỉ là giả thiết thôi. Đã, giả định thôi, giả thiết thôi chứ còn không biết là thế nào. Đó. Và cái câu chuyện của ông Trân Quang thì nó là như thế đó bà con. Chúng ta chờ nha.